Xin chào các bác xem kênh Hải Phong RV Hôm nay thì em sẽ tiếp tục cập nhật giá mẫu TV Samsung từ size 50 cho đến dòng TV Bảy nhà minh Các cái mẫu TV được giảm giá bên em để cho các bác tham khảo mua hàng Bác nào mà muốn mua hàng bên em hoặc là muốn bên em tư vấn trực tiếp Các bác có thể gọi về số tổng đài đó là 0974 178586 Hoặc là số zalo của em là 0986 400 890 Bác nào mà yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhớ ấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây, em sẽ bắt đầu vào cái video để cập nhật báo giá mới nhất dòng TV Samsung cho các bác tham khảo. Trong ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm giá cho một số cái mẫu TV dòng Samsung và mẫu đầu tiên đó là dòng 50AU7007 các bác nhớ. 50 AU7007 của Samsung Mẫu TV uh, size 50 inch Model là 50 AU7007 Dòng uh, ra mắt năm 2021 Nhưng mà hàng thì sản xuất uh, trong năm 2023 Cuối năm 22 và đầu năm 23 Hàng mới nguyên hộp 100% Giá thành mới nhất của mẫu 50 AU7007 Đang bán bên em trừ hết quà uh, Rơi vào uh, 8 triệu 340 ngàn Các bạn nhớ 8 triệu 340 bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 lần 1 trong vòng 30 ngày. Hàng mới nguyên hộp chưa kích hoạt bảo hành. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm đèn VR. Âm thanh thì 20W, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, dòng Smart TV của Samsung. Thiết kế bên ngoài viền mỏng, 3 viền viền bằng nhựa, chân đế đi đẩy hai bên. Độ rộng màn hình của mẫu 50 thì màn hình nó sẽ rộng khoảng 1m12 mẫu 50 màn 4K có tìm kiếm động năng tiếng Việt. Giá thì hơn 8 triệu của Samsung. Giá được giảm xuống rất là rẻ. 50 au 7 Thì đây là cái mẫu đầu tiên được giảm giá. Tiếp theo mẫu thứ hai thì đó là dòng TV 55 inch Minh. 55 BU 8.000 mẫu của năm 2022 được giảm giá bên em. 55 BU 8.000. Dòng này thì ra mắt trong năm 2022, thiết kế nó sẽ mỏng hơn so với cả mẫu AU7007 vừa rồi. Size 55 thì màn hình độ rộng nó rơi vào 1m24, 1m25. Giá thành hiện tại của mẫu 55 BU8000 đang bán bên em trừ hết quà thì sẽ chỉ còn 10 triệu 100 nghìn các bạn nhé. 10 triệu 100 cho cái mẫu 55 BU8000. Mẫu này thì màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời thiết kế mỏng đẹp viền thì sẽ là viền mỏng ba viền chân đế thì cũng để hai bên viền và chân đế của mẫu này thì vẫn là bằng nhựa dòng mới 22 của Samsung 55 BU 8000 mẫu này thì nó sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và cái điều khiển của nó sẽ là điều khiển sạc pin các bác không cần phải thay pin hàng tháng giống như cái mẫu AU 7007 mà cứ hết pin các bác lại bỏ ra sạc được sạc giống như là điện thoại và thường thì cái điều khiển mới các bác sạc một lần đầy, đầy ấy, thì dùng khoảng 1 đến 2 tháng mới hết và em cũng lưu ý các bác là cái điều khiển đó thì uh, TV Samsung họ chỉ kèm điều khiển thôi chứ không kèm dây sạc và củ sạc rất nhiều bác đến bây giờ mua TV xong vẫn hỏi uh, tại sao không có dây sạc củ sạc thì uh, Dòng tivi của Samsung ấy thì họ chỉ kèm điều khiển thôi còn sạc thì các bác phải tự sắm. Chân sạc của cái điều khiển là chân sạc type c. Các bác có thể uh, mua thêm cái bộ sạc giống như là uh, sạc Samsung thì có thể uh, sạc được điều khiển. Hoặc nếu bác nào mà không uh, sạc thì các bác uh, uh, có thể úp cái điều khiển xuống thì nó cũng tự sạc và cái điều khiển này thì sẽ uh, sạc theo ánh sáng. Các bác chỉ cần úp uh, ở nơi có ánh sáng thôi là uh, tự động nó sẽ sạc nhưng mà sẽ chậm hơn so với mình uh, sạc bằng củ uh, sạc và cáp sạc. Ờ, tránh như ý các bác là tránh không được phơi nắng các bác nhé Phơi nắng thì điều khiển rất là nhanh hỏng Đây là cái mẫu 55 minh được giảm giá bên em 55 BU 8000 Giá cuối của nó thì rơi vào khoảng 10 triệu 100 Nhỉnh 10 triệu thôi Và qua dòng 55 BU 8000 Thì bên em sẽ còn thêm dòng 55 AU 7007 Mẫu này thì cũng được giảm giá bên em trong ngày hôm nay 55AU7007 mẫu ra mắt trong năm 2021 nhưng mà hàng thì vẫn là hàng sản xuất cuối năm 22 đầu năm 23. Hàng mới nguyên hộp 100%, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Và dòng 55AU7007 thì giá ngày hôm nay trừ hết quà chỉ còn là 8.930. 8930, giá đã dưới 9 triệu rồi. Mẫu TV 55 Minh, màn hình 4K có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt của Samsung. Đây các bạn nhá, 55AU7007 màn 4K này, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Âm thanh thì là 20W, giá 8.930. Viền thì cũng là viền mỏng, chân đế để hai bên như này. Dòng AU 7007 thì nó sẽ kém hơn dòng BU 8000. Nó sẽ không có cái điều khiển uh, sạc pin năng lượng mặt trời và nó sẽ thiết kế dày hơn so với cả BU 8000 đây là hai cái mẫu tivi giá thành rẻ nhất 55 inch của Samsung tại bên em 55 AU 7007 và 55 BU 8000 qua hai dòng tivi 55 inch này thì em sẽ chuyển lên dòng 65 inch để cập nhật cho bác mẫu 65 inch mà được giảm giá trong ngày hôm nay đó là mẫu 65 BU 8000 65 BU 8000 của Samsung màn hình độ phân giải là 4K tần số quét là 60 công nghệ nét viền tấm nền VA Độ rộng màn hình của mẫu 65 minh thì rơi vào 1m44, 1m45. Thiết kế viền mỏng, 3 viền, viền bằng nhựa, chân đế thì để hai bên. Giá thành mới nhất của mẫu 65 BU8000 đang bán bên em chưa hết quà. Thì rơi vào là 12 triệu 390. 12 390, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin mặt trời. Đây là cái mẫu uh, 65 minh của Samsung ra mắt năm 2022 hàng mới nguyên hộp các bác nhá. Các bác mua hàng bên em thì đảm bảo 100% là hàng mới nguyên hộp, nguyên bảo hành, chưa kích hoạt. Sau khi các bác mua hàng thì bên em mới kích hoạt bảo hành theo số điện thoại uh, mua hàng kích hoạt điện tử hết 100%. Và khi mà có vấn đề gì bảo hành các bác gọi bên em hoặc là bên hãng đều được sẽ có người về tận nhà các bác để kiểm tra và bảo hành sửa chữa tại nhà. Dòng uh, 65 giá rẻ của Samsung trong năm 2022, mẫu uh, 22 các bác nhá. 65 bu 8 000, 12 triệu 390 và ở mẫu 65 inch của Samsung thì bên em sẽ còn thêm một mẫu nữa cũng được giảm giá đó là dòng 65Q60B dòng TV QS của Samsung Q60B màn hình 65 inch các bạn nhớ 65Q60B thì độ phân giải màn hình vẫn là 4K tần số quét là 60 công nghệ nét viền đuôi ép và tấm nền VA ở dòng QF này thì màn hình nó sẽ có thêm một lớp chấm lượng tử giúp cho hình ảnh nó sẽ sắc nét và độ tương phản cao hơn so với cả dòng 4K thường vừa rồi và dòng QS này thì có cái công nghệ màn hình đuôi ép đấy, màn hình nét viền đuôi ép thì nó cũng sẽ giúp cho cái hình ảnh nó tốt hơn so với cả dòng màn hình nét viền một nét bình thường. Mẫu 65 q 6 b thì giá thành đang bán trừ hết quà bên em, giá ngày hôm nay mới nhất thì sẽ còn là 13 triệu 760 nghìn. 13760 cho mẫu 65Q60B. Thiết kế bên ngoài thì vẫn là viền mỏng 3 viền, chân đế thì để chính giữa rồi. Chân đế dòng uh, Q60B thì được thu vào để chính giữa, giúp cho các bác để sẽ gọn hơn. Và cái kệ nhỏ, nhiều kệ thì vẫn để được, chứ không cần phải đo kệ nữa. Mẫu 65Q60B. Âm thanh của nó thì cũng sẽ có hỗ trợ cả đôn bát mốt các bác nhé. Đây là thiết kế đường sau của TV này. Ờ, âm thanh thì hỗ trợ cả đối với mốt và sẽ, sẽ, có thêm cái công nghệ âm thanh theo động OTF mẫu uh, 65Q60B hơn 13 triệu của Samsung dòng uh, TV QS như vậy uh, ở mẫu 65 minh thì bên em sẽ có hai cái mẫu TV được giảm đó là dòng uh, 65B 8000 dòng 4K thường giảm giá xuống sẽ còn là uh, 12 triệu uh, 390 và mẫu uh, TV uh, QS 65Q 60B Giảm giá xuống sẽ còn là 13 triệu 760 thôi 13760 65Q 60B Hàng mới 100% Nguyên hộp chưa kích hoạt bảo hành Xuất xứ của dòng TV Samsung thì sẽ là tại Việt Nam Và các bác nào mà muốn mua hàng bên em Các bác đừng quên gọi về số tổng đài đó 0974 Hoặc là số Zalo em là 0986 400 890 qua hai dòng mình thì em chuyển lên một mẫu TV mình được giảm giá trong ngày hôm nay mẫu mình được giảm giá đó là dòng 75 BU 8000 đây có nhớ, 75 BU 8000 của Samsung được giảm giá dòng mình thì màn hình độ rộng là rơi vào 1m67 mã sản phẩm là 75 BU 8000 giá thành mới nhất hiện tại là bán bên em trừ hết quà rơi vào 19 triệu 960 19 triệu 960 bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà hỗ trợ một lời 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên hàng sẽ hàng mới nguyên hộp 100 chưa kích hoạt bảo hành thiết kế bên ngoài của dòng 75 bêu 8000 thiết kế ở viền mỏng viền mỏng uh, 3 viền chân đế để hai bên như này riêng dòng 75 minh thì chân đế nó sẽ có hai mức để hiện tại em đang để ở mức uh, sát vào nhau sẽ còn thêm một mức nữa các bác để xa ra bên uh, đường sau các bác nhìn thấy rõ này đây hiện tại em đang để ở uh, mức ở trong sát với nhau. Còn một cái mức nữa thì các bạn có thể để rộng ra ngoài khoảng tầm thêm uh, 5 đến 7 phân nữa. Đây là hai cái mức để chân đế này. Các cái cổng kết nối đường sau của dòng 75B8000 sẽ gồm là hai cổng USB này, một cổng mạng này, hai cổng HDMI này, một cổng anten. Bên này sẽ có thêm một cổng HDMI và một cổng optical kết nối âm thanh. Đây là các cổng kết nối sau của TV dòng 75B 8000 thì thiết kế mới của năm 2022 cho nên là thiết kế màn hình TV rất là mỏng. Độ dày của mẫu TV này thì chỉ khoảng 2,7 cm thôi, cực kỳ mỏng. Độ phân giải màn hình là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Âm thanh thì là 20W. Có hai củ loa hai bên. Giá thành hiện tại là 19.960 dưới 20 triệu mẫu TV 75 inch màn hình 4K có tìm kiếm động năng tiếng Việt điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Đây là mẫu TV giá rất là rẻ, rất là tốt của Samsung. Và ở mẫu TV 75 inch ấy thì Samsung hôm nay bên em giảm giá duy nhất mẫu này các bạn nhé Giảm giá cho cái dòng 75B 8000 à, như vậy à, trong ngày hôm nay thì bên em đã giảm giá cho cái dòng tivi như là 50 inch này 50 AU7007 này sau đấy 55 inch này 55 uh, BU8000 này 55 AU7007 này 65 và 75 inch cũng sẽ giảm giá cho cái dòng tivi 4K à, bác nào mà muốn mua hàng bên em các bác đừng quên gọi về số tổng đài đó 0974 8586 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác à, bên em sẽ có bán hàng trả góp toàn quốc và có giao hàng toàn quốc các bạn nhé giao hàng toàn quốc giao hàng ở xa thì tất nhiên sẽ có tính thêm phí vận chuyển các bác nào mà muốn tham khảo giá các bác cứ hỏi giá bình thường và bên em sẽ báo cho các bác là giá thành cộng với cả cước phí vận chuyển nếu như mà cước phí và giá thấp hơn cả chỗ các bác mua gần nhà thì các bác có thể ủng hộ bên em rất là cảm ơn các bác ở video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc và rất cảm ơn các bác đã xem hết video bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau